Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại khối không khí lạnh chi phối thời tiết miền Bắc vẫn đang trong quá trình suy yếu chậm, nên trong hôm nay và ngày mai, thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc phổ biến ít mưa, nhiệt độ về đêm và sáng không còn giảm quá sâu, dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng 22 đến 26 độ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc cao hơn. Như vậy là trong ngày nghỉ cuối tuần này, thời tiết nhìn chung sẽ thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và sinh hoạt thường nhật của người dân. Sau đó, đáng lưu ý là khoảng từ chiều tối ngày mùng 5, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc lại có dấu hiệu được bổ sung thêm và di chuyển xuống, nên nhiều khả năng từ ngày mùng 6 trời sẽ nhiều mây hơn, nền nhiệt có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ cao nhất ngày được nhận định sẽ chỉ từ 21 đến 23 độ ở phía Đông và cao hơn khoảng 2 độ ở phía Tây. Về chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm dần xuống ngưỡng từ 14 đến 17 độ, vùng núi dưới 13 độ và có những điểm xuống từ 6 đến 9 độ như là tại khu vực Sapa hay là tại Mẫu Sơn, Trùng Khánh, Cao Bằng. Đến với Trung Bộ, thời tiết xấu vẫn đang tiếp diễn, mưa vừa, mưa to vẫn trút xuống các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ. Trong hôm nay và ngày mai, mưa dông sẽ có xu hướng lan dần lên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Quảng Trị và lượng mưa sẽ có xu hướng tạm thời giảm bớt trong ngày mùng 5. Nhưng sau đó, đáng lưu ý là từ ngày mùng 6, với tác động của khối không khí lạnh được bổ sung thêm, nên mưa sẽ lại gia tăng trở lại với các tỉnh thành miền Trung và Nam Trung Bộ, với những điểm mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Do mưa lớn liên tục kéo dài, nên mực nước trên các sông trên khu vực vẫn ở mức báo động 2, báo động 3, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Bà con nơi đây cần phải hết sức lưu ý. Ở phía Nam, khoảng từ ngày mùng 5, ngày mùng 6, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên nên mưa sẽ có xu hướng tăng hơn về diện và lượng tại các tỉnh Nam Bộ và sau đó thì lan dần lên trên khu vực Tây Nguyên. Khu vực các tỉnh ven biển miền Tây thậm chí có thể xuất hiện những điểm có lượng mưa khá, kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6, mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất ngày dao động ở dưới ngưỡng 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày mùng 4, ngày mùng 5, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ở mức là 26 độ. Sang đến ngày mùng 6 tháng 12, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nên nhiệt độ giảm dần. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt giảm. Cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 21 đến 23 độ. Đối với các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Mưa tăng hơn trong thời đoạn từ ngày mùng 6, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Mưa tăng hơn trong thời đoạn từ ngày mùng 6, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mùng 5 ở mức từ 28 đến 31 độ, còn hai ngày mùng 4 và ngày mùng 6 sẽ không vượt quá ngưỡng 30 độ. Ở các tỉnh phía Nam và phía Bắc thấp hơn, dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Trở vào khu vực Tây Nguyên, ngày mùng 4, ngày mùng 5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Ngày mùng 6, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày mùng 4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Sang đến ngày mùng 5 và ngày mùng 6, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều dao động ở quanh mức từ 30 đến 32 độ. Tại thủ đô Hà Nội, ngày mùng 4, ngày mùng 5, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ở mức 26 độ. Sang đến ngày mùng 6 thì trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm dần, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt giảm và cao nhất ngày còn từ 21 đến 23 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu dần, nên ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ trong những ngày tới, còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 đến 8 độ Vĩ Bắc, nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và cả Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.